Xin chào mừng quý cô chú và anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Hoàng Sinh. Và ngày hôm nay thì em Sinh sẽ đưa tới quý cô chú và anh chị những hình ảnh và thông tin mới nhất từ dự án Vinhome Grand Park. Dự án Vinhome Grand Park với quy mô 271 ha được triển khai xây dựng từ năm 2018. Với các phân khu căn hộ The Rainbow, The Origami, The Beverly Solari, Glory Hay, The Beverly, The Orbit One, hai phân khu căn hộ của Maturai Home là Lumiere Boulevard và Maturai Central Point. Cùng với đó là 1.400 căn biệt thự và nhà phố tại phân khu The Manhattan và The Manhattan Glory. Cũng nằm trong quần thể đại đô thị Vinhome Grand Park, còn có khu dinh thự nổi ven sông mang tên The Rivers với 121 căn dinh thự sao hoa nằm trên quỹ đất 26,7 hectare. Vị trí Vinhome Grand Park được đánh giá là một tọa độ vàng trong tương lai, nơi mà có tuyến đường vành đai 3 đi ngang qua dự án. Hiện tại, tuyến đường vành đai 3 đi ngang qua dự án Vinhome Grand Park đã hoàn thành các hạng mục đổ các trụ cầu trên cao và đang lắp những nhịp cầu. Tuyến đường vành đai 3 là tuyến đường trọng điểm quốc gia, đang được chính phủ quan tâm đẩy mạnh tốc độ và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Sau khi tuyến đường vành đai 3 này hoàn thành, sẽ giúp kết nối giao thông giữa Vinhome Grand Park đến với các khu vực như là Bình Dương, Đồng Nai và Long An trở nên thuận tiện hơn. Phía trước màn hình của quý cô chú và anh chị là hình ảnh của 5 tòa căn hộ Lumiere Boulevard với hơn 2.400 căn hộ có diện tích từ 53m² cho đến 97m², bao gồm loại hình 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Cùng với đó là hệ thống các căn xốp khối đế, duplex và penthouse có diện tích từ 110m² cho đến hơn 300m². Tương tự với 5 tòa căn hộ Maturai Central Point với tổng cộng hơn 2.600 căn hộ nằm tại vị trí đắc địa của dự án, khi bên cạnh là trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, sở hữu một tầm view thoáng đãng ra con sông Đồng Nai và công viên 36 hectare, cùng với đó là vị trí ngay cạnh sân tập golf. 10 tòa căn hộ này được bàn giao từ quý 4 năm 2023 và đến nay lượng cư dân về đây sinh sống gần 50%. Tiếp theo là hình ảnh của trung tâm thương mại Vincom Mega Mall với thiết kế 2 tầng hầm và 5 tầng nổi, tổng diện tích sàn lên đến 50.000m². Ngay bên cạnh trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, đó chính là vị trí của 4 tòa căn hộ cao cấp bậc nhất khu đô thị Vinhome Grand Park mang tên The Orbit One. 4 tòa nhà này là thuộc quỹ đất cuối cùng được xây dựng và hiện nay tiến độ đã xây dựng lên tầng 2. Tương tự với phân khu The Orbit One thì phân khu căn hộ The Beverly cũng sở hữu một vị trí vô cùng đắc địa khi được bao bọc bởi những tiện ích đẳng cấp như là công viên 36 hectare, sở hữu ngay bên cạnh tòa nhà là khu vui chơi giải trí đẳng cấp VinWonder sắp sửa khai trương vào tháng 12 tới đây. The Beverly với 6 tòa căn hộ đang được bàn giao trong giai đoạn này. Tiếp theo là hình ảnh của phân khu căn hộ The Beverly Solari với các tòa The Oasis đã được bàn giao từ quý 4 năm 2023 cùng với 4 tòa căn hộ The Tropical cũng đang được bàn giao trong giai đoạn này. Với cụm căn hộ The Oasis, lượng cư dân về đây sinh sống cực kỳ thần tốc với số lượng căn hộ về ở ước tính khoảng gần 60%. Chỉ trong vòng vỏn vẹn chưa tới 12 tháng. Cùng với đó là 5 tòa căn hộ Glory Hay nằm đối diện với trung tâm thương mại Vinhome Mega Mall cũng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị bàn giao trong thời gian tới. Tại Vinhome Grand Park, các cư dân không chỉ được hưởng những tiện ích đẳng cấp như là trung tâm thương mại Vinhome Mega Mall, sân tập golf, quảng trường Golden Eagle, bến du thuyền, hệ thống trường học VinSchool, bệnh viện VinMed hay các tuyến xe buýt điện VinBus, mà không gian xanh của đại đô thị Vinhome Grand Park cũng là một trong những điểm đáng mơ ước của rất nhiều người. Khi trong lòng của dự án Vinhome Grand Park sở hữu một đại công viên rộng lên đến 36 hectare, cùng với đó xen kẽ các phân khu là những công viên nội khu hay trải dọc các tuyến đường đều được trồng những hàng cây xanh mát. Sẽ còn rất lâu nữa chúng ta mới có thể tìm thấy một dự án có mật độ cây xanh nhiều như khu đô thị Vinhome Grand Park. Tại công viên giải trí VinWonder, hiện nay đang tấp nập thi công những hạng mục trò chơi, bao gồm hàng loạt trò chơi dành cho mọi lứa tuổi, từ các trò chơi cảm giác mạnh trên cạn cho đến các bộ môn dưới nước,
Theo như dự kiến thì khu vui chơi giải trí VinWonder này sẽ được khai trương vào tháng 12 tới đây. Và trong dịp đầu năm mới năm 2025, chắc chắn rằng các cư dân tại khu đô thị VinHome Grand Park cũng như là toàn dân tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một điểm check-in vui chơi giải trí hàng đầu khu vực. Điều đó sẽ giúp gia tăng giá trị cho bất động sản tại khu đô thị VinHome Grand Park. Và một trong những minh chứng cho giá trị gia tăng của bất động sản tại VinHome Grand Park là các sản phẩm nhà phố và biệt thự tại phân khu The Manhattan và The Manhattan Glory. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2024 tới nay, các căn nhà phố có diện tích 84m² tại phân khu The Manhattan đã gia tăng giá bán từ 13 tỷ lên 16 tỷ đồng. Các căn diện tích 126m² đã tăng giá bán từ 17 tỷ rưỡi lên sắp xỉ 22 tỷ đồng. Các căn nhà phố 144m² thuộc phân khu The Manhattan Glory cũng đã gia tăng giá bán từ 17 tỷ lên đến hơn 20 tỷ đồng. Các căn biệt thự song lập diện tích 200m² đã giao dịch giá bán là 25 tỷ. Biệt thự song lập 300m² đã giao dịch những căn với giá bán từ 35 tỷ cho đến 36 tỷ, tăng hơn 20% so với giá giao dịch đầu năm. Về tình hình pháp lý của 1.400 căn nhà phố và biệt thự tại phân khu The Manhattan và The Manhattan Glory, trong thời gian này đã có một số căn đã ra sổ hồng và đã có rất nhiều căn nhận được thông báo thuế trước bạ. Việc đầu tư tại các sản phẩm của chủ đầu tư VinHome, đặc biệt là tại VinHome Grand Park, quý khách hàng không chỉ sở hữu một bất động sản đẹp tại dự án có đầy đủ tiện nghi và đẳng cấp, tốc độ xây dựng thần tốc, mà còn sở hữu một trong những sản phẩm bất động sản có pháp lý hoàn chỉnh và tiềm năng tăng giá vượt trội. Nếu như quý cô chú và anh chị quan tâm về những căn nhà phố, biệt thự hay là căn hộ tại khu đô thị VinHome Grand Park, thì đừng ngần ngại hãy liên hệ tới số điện thoại của em Sinh trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với Sinh để xin hỗ trợ tư vấn và đưa quý cô chú và anh chị tham quan thực tế và chọn những sản phẩm phù hợp với quý cô chú và anh chị nhé. Ngoài những sản phẩm nhà phố, biệt thự và căn hộ thì còn có một phân khu dinh thự sao hoa đẳng cấp mang tên The Raver với 121 căn dinh thự, diện tích từ 560m² cho đến 1290m², xây dựng một hầm, một trệt và hai lầu. Với tổng diện tích sàn xây dựng của các căn dinh thự tại đây rộng lên đến hơn 1000m². Với thiết kế các loại hình căn dinh thự 4 phòng ngủ, 5 phòng ngủ và 6 phòng ngủ, cùng với đó mỗi căn dinh thự còn sở hữu rất nhiều phòng chức năng như là phòng làm việc, phòng đọc sách, phòng gym hay là rạp chiếu phim và karaoke trong gia đình. Mỗi căn dinh thự đều sở hữu một hồ bơi riêng, cùng với đó là hệ thống sân vườn đẳng cấp. Các thiết bị nội thất và ngoại thất đều được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, có độ thẩm mỹ vượt trội và bền vững theo thời gian. Tại khu dinh thự The Raver còn có bến du thuyền đẳng cấp 5 sao và hệ thống công viên rộng lớn. Nếu như quý cô chú và anh chị quan tâm tìm hiểu về khu dinh thự này, thì hãy liên hệ tới số điện thoại của em Xin trên màn hình để xin hỗ trợ tư vấn và đưa quý cô chú và anh chị tham quan thực tế dự án này nhé. Và như vậy thì video của em Xin đến đây cũng đã kết thúc. Quý cô chú và anh chị có thắc mắc hay cần thông tin gì thêm thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới hoặc liên hệ tới số điện thoại của em Xin trên màn hình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật mới nhất nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.